Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha, tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, lòng các con đừng sao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào thầy trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở nếu không thầy đã nói với các con rồi thầy đi để dọn chỗ cho các con và khi thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi thầy sẽ trở lại đem các con đi với thầy để thầy ở đâu thì các con cũng ở đó thầy đi đâu các con đã biết đường rồi ông tô ma thương người rằng Lạy thầy, chúng con không biết thầy đi đâu thì làm sao chúng con biết đường đi. Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với cha mà không qua thầy. Đó là lời Chúa. anh chị em thân mến Đã cất bước hành trình thì ai cũng muốn đến đích Để đến đích thì phải đi đúng đường Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu Thì làm sao chúng con biết đường đi Chúa Giêsu đã chỉ cho các tông đồ Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống Khi tuyên bố Thầy là đường thử hỏi chuối xu muốn nói gì đây ai trong chúng ta không biết mà không biết đường chính là lối đi dù là đường hẻm đường rừng đường bộ đường sắt đường hàng không dù là đường liên tỉnh đường quốc tế dù là đường không gian thì đường nào đi chăng nữa cũng là một lối đi dẫn đến một đích điểm khi nhận mình là con đường Chúa Giêsu muốn những ai đi theo ngài nhận ngài là một lối đi lối đi về quê trời nó không chỉ là con đường đơn thuật mà chúng ta đặt bước chân mà còn hơn thế nữa nó là con đường của lẽ sống là lý tưởng của đời chúng ta nó là đạo trong đạo đức kinh của lão giáo là thái cực sinh ra trời đất muôn loài con đường này là con đường cũng tương đồng với đạo theo khổng giáo theo phật giáo nó là lý tưởng phải theo nó là giới răn phải giữ nhưng đối với chúng ta đạo ở đây còn hơn thế nữa là con đường mang tên giê xu đi trên ngài đi với ngài trong ngài chúng ta chia sẻ cái sứ mạng của ngài con thiên chúa làm người ngài không phải là người dẫn đường mà chính ngài là con đường và đây là điều mà chúng ta khác với các tôn giáo và triết lý khác Người thời nay người ta không yên tâm với những con đường mình đi Người ta hay đứng núi này trông núi kia cao Hoặc họ nghe những lời quảng cáo nhiều quá Chẳng biết chọn lựa cái gì cả Không biết chọn lựa Đấy là cái cách thức của người đời nay Họ chỉ biết tìm vào một chỗ dựa Chúng ta có chỗ dựa là Chúa Giêsu, Ngài là đường cho chúng ta. Chuyện kể tại một vùng quê nọ ở bên Tây Phương, một ông từ nhà thờ có thói quen mỗi ngày 10 phút trước buổi trưa giờ ngọ, ông gọi điện thoại đến cho cái người tổng đài ở trong vùng và ông hỏi đã đến 12 giờ trưa chưa. Ngạc nhiên về thói quen lạ lùng của cái ông từ nhà thờ ông trực tổng đài điện thoại có lần hỏi lại làm sao ngày nào ông cũng gọi tôi vào giờ này để ông nói đã đến chưa chưa ông từ giả thờ giải thích có gì đâu tôi cần biết giờ chính xác để tôi giật chuông nhà thờ ông tổng đài điện thoại nói lại thật là buồn cười trong khi đấy tôi cứ thấy ông giật chuông nhà thờ thì tôi lại căn lại đồng hồ của tôi thì ra người đời nay người ta không yên tâm về con đường mình đi về công việc mình làm anh chị em thân mến đời là một cuộc hành trình là con đường mà chúng ta đi con người chúng ta đi mãi không ngừng trên con đường đời này. Rồi khi tuổi già chợt đến, chúng ta nhận ra rằng tất cả trên đời này chỉ là tam bợ, chỉ là phù vân, phù vân tiếp nối phù vân. Đức Kitô trải qua con đường trần thế, ngài đã đến đỉnh đồi Can Vê và điểm cuối cùng của ngài chính là cái chết trên thập giá rồi ngài sống lại. Cuộc hành trình không ngơi nghỉ vì con người mở ra cho chúng ta con đường sống mà Ngài bảo Ngài là đường. Đi đến với Ngài chính Ngài là sự thật, là sự sống, là con đường. Ai tin vào Chúa Giêsu thì sẽ sống theo con đường tin mừng và đi trên con đường của Ngài dẫn chúng ta tới đích điểm là sự sống đời đời. Amen.